Tối ngày 23 tháng 7, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, phương án phân luồng được thực hiện tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh trước trong thời gian diễn ra lễ quốc tang. Phân luồng hạn chế phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội như sau: từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 và từ 12 giờ đến 17 giờ ngày 26 tháng 7, tạm cấm đối với các loại ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 40 chỗ trở lên, trừ các xe phục vụ lễ quốc tang, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc từ quốc lộ 1A đi quốc lộ 18, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc từ quốc lộ 1A đến nút giao Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc rẽ quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại. Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình qua cầu Đồng Quang, Vĩnh Thịnh quốc lộ 32, quốc lộ 21, đường làng văn hóa các dân tộc Việt Nam đến cao tốc Hà Nội, Hòa Bình và quốc lộ 21A đến tỉnh lộ 424, quốc lộ 21B, quốc lộ 1A đi các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định và ngược lại. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong thời gian diễn ra lễ quốc tang, nếu thành phố Hà Nội xảy ra ủn tắc kéo dài nghiêm trọng tại các tuyến cửa ngõ ra vào, thì căn cứ vào mức độ nghiêm trọng để phân luồng giao thông tạm thời tại các điểm nút giao thông trên các tuyến như sau. Tuyến Pháp Vân, Cầu Rẽ, Ninh Bình và Quốc lộ 1A từ thành phố Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại phân luồng. Tại vực vòng, nếu đi theo cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình hoặc Đồng Văn, nếu đi theo Quốc lộ 1A thuộc địa phận tỉnh Hà Nam. Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Đông Bắc, phía Bắc và ngược lại, rẽ phải qua quốc lộ 38 đến cầu Yên Lệnh thuộc thành phố Hưng Yên đến quốc lộ 39, phố núi quốc lộ 5 hoặc theo đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng rẽ phải đi các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, rẽ trái đến đường vành đai 3 đi các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Các phương tiện từ phía Nam đi các tỉnh phía Tây Bắc, phía Bắc và ngược lại, rẽ trái đi quốc lộ 38, quốc lộ 21B, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc hoặc theo đường tỉnh 429, Siên 5, quốc lộ 70, Hà Nội. Tại Liêm Tuyền, địa phận tỉnh Hà Nam, các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại, dễ phải ra quốc lộ 21B, km 70, đến đường đối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên theo hướng tuyến quy định. Tại điểm 1.1.1 đi qua các tỉnh Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Tây Bắc và ngược lại, rẽ trái đi đường tránh thành phố Phủ Lý hoặc theo quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn thuộc Hà Nam theo hướng tuyến quy định tại điểm 1.1.2 đi các tỉnh thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tại Cao Bồ thuộc địa phận tỉnh Nam Định, các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội, các tỉnh Đông Bắc và ngược lại, rẽ phải theo quốc lộ 10 đi Nam Định tới quốc lộ 21B hoặc quốc lộ 21 đi Hà Nam, Hà Nội và từ quốc lộ 21B thuộc Hà Nam đi đường tỉnh 499 thuộc đường nối cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình qua cầu Hưng Hà theo hướng tuyến tại điểm 1.1.1. Các phương tiện từ phía Nam đi Hà Nội các tỉnh Tây Bắc và ngược lại, rẽ trái theo quốc lộ 38B qua thành phố Ninh Bình, đi theo quốc lộ 1A đến nút giao Đồng Văn Hà Nam hoặc đi đường tránh thành phố Ninh Bình theo hướng tuyến tại điểm 1.2.2 đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Tuyến quốc lộ 32 phân luồng như sau: Các phương tiện từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc đi các tỉnh Tây Bắc hoặc phía Nam đến nút giao quốc lộ 32 cầu Trung Hà hoặc cầu Vĩnh Thịnh thuộc đường lâm thị xã sơn tây dễ phải đi quốc lộ 21a qua nút giao quốc lộ 21a đại lộ thăng long đến xuân mai vào đường hồ chí minh hoặc đến nút giao đại lộ thăng long quốc lộ 21a đến đại lộ thăng long lê trọng tấn phúc la văn phú cầu bưu phan trọng tuệ ngọc hồi quốc lộ 1a đi các tỉnh phía nam và ngược lại tuyến cao tốc nội bài lào cai và quốc lộ 2a phân luồng như sau các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Đông Bắc thuộc Bắc Ninh, Hải Dương, Hương Yên và ngược lại. Tại nút IC6 Văn Quán, nút IC6 tới đường tỉnh 305C, quốc lộ 2, quốc lộ 2A, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 5. Tại nút IC3 Bình Xuyên, nút IC3 đến đường tỉnh 310B, quốc lộ 2A, Võ Văn Kiệt, quốc lộ 5. Các phương tiện từ quốc lộ 2A đi theo đường trục chính khu đô thị Mê Linh hoặc quốc lộ 23 đến Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa, Trường Sa, cầu Đông Trù thuộc quốc lộ 5, Lý Sơn, Nguyễn Văn Linh và ngược lại. Các phương tiện từ các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ đi các tỉnh Tây Bắc thuộc Sơn La, Hòa Bình và ngược lại. Tại nút IC8, nút giao Việt Trì, Lạc Long Quân, cầu Văn Lang, cầu Trung Hà, quốc lộ 32. Tại nút IC4, thành phố Vĩnh Yên đi cầu Vĩnh Thị từ quốc lộ 2 qua quốc lộ 2C qua cầu Vĩnh Thịnh đến quốc lộ 32 tới quốc lộ 21A đến nút giao quốc lộ 21A với đường Hòa Lạc, Hòa Bình, CT08, rẽ phải hoặc qua ngã tư thị trấn Xuân Mai, rẽ phải đi các tỉnh Tây Bắc. Các phương tiện từ quốc lộ 21A đến ngã tư thị trấn Xuân Mai đi thẳng vào đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam. Tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên và quốc lộ 3 phân luồng như sau. Các phương tiện trên quốc lộ 3 đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc thuộc Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và phía Nam thuộc Hà Nam, Ninh Bình. Từ quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên, quốc lộ 1B gần cầu Phù Đồng đi các tỉnh phía Đông, Đông Bắc, phía Nam và ngược lại. Các phương tiện từ cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên xuống quốc lộ 3 về Hà Nội, nút giao quốc lộ 18, quốc lộ 1A đi Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc rẽ phải ra võ nguyên giáp đi các tỉnh phía Nam và ngược lại. Tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 1 cũ thuộc đường tỉnh 295B, địa bàn tỉnh Bắc Ninh phân luồng, các phương tiện từ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh đi các tỉnh phía Nam thuộc Hà Nam, Ninh Bình hoặc phía Đông Bắc thuộc Hưng Yên, Hải Dương từ quốc lộ 1A tới quốc lộ 38, quốc lộ 5 và ngược lại. Tuyến quốc lộ 5 phân luồng, các phương tiện đi các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại từ quốc lộ 5, ngã ba Tiền Trung rẽ trái, quốc lộ 37, ngã ba Sao Đỏ rẽ trái. Quốc lộ 18, Quốc lộ 1B, Quốc lộ 18 thuộc đường Bắc Ninh nội bài tới Quốc lộ 2A đi Vĩnh Phúc, Phú Thọ và ngược lại. Các phương tiện đi Thái Nguyên, Bắc Cạn và ngược lại từ Quốc lộ 5 qua ngã ba Tiền Trung tới Quốc lộ 37 tới ngã ba Sao Đỏ, Quốc lộ 18, Quốc lộ 1A cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và ngược lại. Các phương tiện đi các tỉnh phía Nam và Tây Bắc thuộc Hòa Bình, Sơn La và ngược lại từ quốc lộ 5 qua ngã tư phố nối rẽ trái quốc lộ 39 qua thành phố hưng yên cầu yên lệnh nút giao đồng văn hà nam quốc lộ 38 quốc lộ 21b đường tỉnh 76 tế tiêu đường hồ chí minh đi hòa bình và ngược lại tuyến cao tốc hà nội hải phòng phân luồng như sau phân luồng tại nút giao vành đai ba nút giao vành đai ba quốc lộ 5 và ngược lại phân luồng tại nút giao quốc lộ 39 Nút giao quốc lộ 39, quốc lộ 39A đi phố nối Hưng Yên tới quốc lộ 5 và ngược lại. Phân luồng tại nút giao quốc lộ 38B. Nút giao quốc lộ 38B đi quốc lộ 38B, quốc lộ 37 đi thành phố Hải Dương đến quốc lộ 5 và ngược lại. Phân luồng nút giao quốc lộ 10. Nút giao quốc lộ 10 tới quốc lộ 10, ngã Tư Long Thành, An Dương Hải Phòng, quốc lộ 5 và ngược lại. Phân luồng nút giao đường tỉnh 353 nút giao đường tỉnh 353 tới đường tỉnh 353 tới thành phố Hải Phòng, đi quốc lộ 5 và ngược lại. Tuyến đại lộ Thăng Long phân luồng như sau, các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh phía Nam, Đông Bắc và ngược lại. Từ Hòa Lạc rẽ phải qua quốc lộ 21A đi Xuân Mai, rẽ trái qua quốc lộ 6, Quang Trung, Lê Trọng Tấn, Phúc La, Văn Phú, Cầu Bưu, Phan Trọng Tuệ, Ngọc Hồi, quốc lộ 1A. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh phía Bắc đến nút giao quốc lộ 21A Đại lộ Thăng Long rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm A đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, tuyến quốc lộ 6 phân luồng như sau. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh Đông Bắc, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và ngược lại đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 21A, thị trấn Xuân Mai, Trường Mỹ, Hà Nội theo hướng tuyến quy định tại điểm 8.1. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh phía Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và ngược lại. Đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 12B, ngã Ba Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Hòa Bình, quốc lộ 12B đi Ninh Bình, Thanh Hóa. Các phương tiện từ các tỉnh Tây Bắc thuộc Hòa Bình, Sơn La đi các tỉnh Đông Bắc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và ngược lại. Đến nút giao quốc lộ 6, quốc lộ 21A thuộc thị trấn Xuân Mai, Trường Mỹ, Hà Nội rẽ trái theo hướng tuyến quy định tại điểm 2 đi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai